Các bản tin nhanh 24/7. Giám đốc công ty bảo vệ nổ súng khi có người đến đòi tiền lương. Thông tin ban đầu vào lúc 15 giờ ngày 5 tháng 12, một người phụ nữ đứng trước cổng công ty trách nhiệm hạn bảo vệ Việt Nhật, đường Cống Lợn, phường 15, quận Tân Bình để đòi tiền lương cho con. Tuy nhiên giữa người phụ nữ này và ông Bùi Đức Phương, giám đốc công ty đã xảy ra mâu thuẫn. Ông Phương yêu cầu người phụ nữ ra về đợi ngày 5 tháng 1 2017 đến nhận tiền lương, nhưng người phụ nữ không chịu. Quá bức xúc, ông Phương đã rút súng bắn chỉ thiên. Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo phòng cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội PC64, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, rất nhiều công ty bảo vệ ở thành phố Hồ Chí Minh được cấp phép sử dụng các công cụ hỗ trợ như súng bắn đạn cao su, bắn đạn hơi cay, bình xịt hơi cay, cộng số 8 v.v. Tuy nhiên tất cả đều được quản lý chặt chẽ và bắt buộc phải có giấy phép từng mã số sản phẩm. Thay vì lãnh đạo phòng PC64 cho biết, giữa năm 2015, công an thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi tới các công ty bảo vệ yêu cầu phải niêm phong cất giữ trong cái sắt, bảo quản kỹ càng, không đưa ra sử dụng bắn đạn cao su, súng bắn hơi cay, bình xịt hơi cay và chờ hướng dẫn thêm. Qua đoạn clip này cho thấy tôi và vị giám đốc công ty bảo vệ đã thực hiện sai quy định sử dụng công cụ hỗ trợ. Theo quy định, súng được sử dụng trong các trường hợp phòng vệ chính đáng, ví dụ như uy hiếp đến tính mạng, không có biện pháp bảo vệ khác, v.v. Vị lãnh đạo phòng PC64 cho biết. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip tiếp. Nhớ like hoặc share, nhấn subscribe.